Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Art World Thế giới nghệ thuật trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, trong thế giới hội họa, bên cạnh những chất liệu truyền thống như sơn dầu, sơn mài, màu nước, các họa sĩ đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi để đưa ra những chất liệu mới, độc đáo và giàu sức thể hiện. Một trong số đó là tranh đốt gỗ. Và mời ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng theo chân nhóm phóng viên chúng tôi đến làng Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội để cùng gặp gỡ họa sĩ Ngô Văn Sắc, tác giả của nhiều tác phẩm tranh đốt gỗ. Họa sĩ Ngô Văn Sắc sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố anh là ông Ngô Văn Phong, từng có nhiều năm làm việc tại phòng văn hóa phụ trách mảng tranh cổ động. Hiện đã nghỉ hưu và theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh. Mẹ là bà Văn Thị Yên, một họa sĩ tự do, rất yêu thích thể loại tranh lụa. Hai chị gái anh cũng là họa sĩ. Trong đó, chị Ngô Thị Yến là một tên tuổi được giới hội họa biết đến với những bức tranh sơn mài trừu tượng về phụ nữ. Từ nhỏ, cậu bé Sắc đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê hội họa, khiến bố mẹ không thể không ủng hộ. Gia đình đã cùng anh bước trên con đường nghệ thuật hội họa với những thành công bước đầu được ghi nhận, đặc biệt là trong thể loại tranh đốt gỗ, còn gọi là tranh nung khắc. Thì hồi tôi ở phòng văn hóa, thường là hàng năm là tổ chức cái lớp vẽ cho thiếu nhi. Thế lẽ ra chúng tôi không cho định cho em Sắc đi học, nhưng mà thấy các anh chị nó vẽ, thế thì em thích lắm. Thế và cũng ham vẽ, và chúng tôi cũng thấy là cháu vẽ được. Thế cũng động viên, và hàng mỗi đợt là tổ chức một số cái tranh để triển lãm. Thì trong đó cũng có tranh của em Sắc. Và đến bây giờ thì nói chung các cuộc triển lãm của Sắc là chúng tôi đều tổ chức cả gia đình đi để động viên em. Cái tranh đốt gỗ của em Sắc thì tôi thấy nó cũng có nhiều cái lạ. Khởi xướng bắt đầu là từ cách đây 3 năm em nó trọ ở Tây Hồ. Thế có một số tranh em nó làm thì nó không ưng ý, thì nó đem nó đốt bỏ. Sau đấy thì từ cái tranh nó đốt bỏ thì nó lại thấy có cái nhiều cái hay ở trong cái tranh đốt đấy. Thế và em nó bắt đầu là nó tìm tòi sáng tạo. Bây giờ tôi thấy một số tranh em nó làm thì từ một cái tấm gỗ bình thường nó trở thành những cái tranh nó có rất là có hồn. Hiện tại, họa sĩ Ngô Văn Sắc đang làm giảng viên khoa mỹ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài những giờ đứng trên bục giảng, anh dành trọn tâm huyết cho tranh đốt gỗ. Chúng tôi được họa sĩ tiếp đón nồng nhiệt tại xưởng vẽ của mình ở làng Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Lý do anh sáng tác ở xưởng này, một phần vì đây là quê hương, nhưng phần lớn là do nơi này yên bình và hàng xóm không phàn nàn mỗi khi anh đốt gỗ thành tranh với những công đoạn khá ồn ào. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hội họa, nhiếp ảnh, lại được đào tạo bài bản gần chục năm trong trường mỹ thuật, họa sĩ Ngô Sắc đã thuộc lầu cách sử dụng các chất liệu vẽ tranh truyền thống như chỉ than, sơn mài, sơn dầu. Nhưng bản tính tò mò, đam mê sáng tạo đã khiến anh không ngừng thử nghiệm trên những chất liệu mới, hóc búa và đầy thú vị. Cuối cùng, anh tạm dừng chân ở tranh đốt gỗ, thể loại mà anh phát hiện ra trong hoàn cảnh rất bất ngờ. Nhiều người nhầm lẫn cho rằng kỹ thuật đốt gỗ của Ngô Văn Sắc giống bút lửa của Vũ Kha, chuyên viết thơ Hàn Mặc Tử trên gỗ bằng bút điện, nhưng thực chất nó khác nhau cơ bản. Thưa họa sĩ Ngô Văn Sắc, anh có thể cho biết anh đã đến với nghệ thuật tranh đốt gỗ này bao lâu rồi ạ? Và cơ duyên nào giúp anh đến với nghệ thuật này? Tôi đã làm quen cũng như là bắt đầu với cái chất liệu này khoảng chừng 6 năm về trước.
Đó là một cái dịp mà cũng rất là tình cờ khi mà những cái tranh mà tôi làm trên gỗ, là tôi khắc gỗ cộng với chất liệu tổng hợp ấy. Sau một thời gian làm có rất nhiều tác phẩm tôi không ưng ý, tôi đã gom tất cả lại và đốt bỏ đi. Thì khi mà tôi ngồi nhìn cái sự bị tiêu hủy của cái đống tranh khắc gỗ đó, thì tôi lại nhận ra là cái trong quá trình nó bị cháy thì nó lại hình thành lên những cái màu tự nhiên cũng như một tác phẩm mới. Thì trong cái sự tiêu hủy đấy, một cái sự sống mới đã được hình thành. Thì tôi nghĩ là tại sao mình không kết hợp cái lửa với gỗ. Vậy thì anh có thể cho biết là kỹ thuật vẽ tranh đốt gỗ có phải cơ bản dựa trên kỹ thuật bút lửa của Vũ Kha không ạ? Thực tế thì tôi không làm trên cách như thế này, bởi vì là cách đó thì đôi khi nó quá lực gượng ép, cũng như là cái sự chính xác và nhàm chán. Tôi thì lại dùng cái lửa từ cái bình ga mà nó tạo nên được một cái khoảng màu cũng như là cái khoảng lửa lớn hơn, ghi nhận cái sự thay đổi đậm nhạt của gỗ dựa trên cơ sở là lửa chứ không phải là nhiệt như cách làm mà các bạn thường thấy. Ngô Văn Sắc chọn cho mình chất liệu vẽ tranh tự nhiên, đó là các thớ gỗ thô nhám. Anh sử dụng chất liệu này một cách tài tình, biến sự thô mộc ấy thành một đặc tính lợi thế để thể hiện những ẩn ức hồn cốt của từng tác phẩm. Có khi anh thuận theo những thớ dọc để khắc ra một khu vườn yên tĩnh, ẩn hiện hay nhiều gương mặt tĩnh lặng trầm tư. Có khi lại dùng ánh mắt hắt ra từ mảng gỗ làm nền cho một ánh mắt đen sâu u uẩn. Rồi lúc khác anh lại xoay thứ gỗ ngang, biến thân gỗ thành công cụ diễn tả một vài vùng ký ức đã bị xóa nhòa. Quý vị, nếu như tranh sơn dầu được vẽ trên toan vải, tranh sơn mài được vẽ trên vóc đen, thì tấm gỗ này là nơi họa sĩ tranh đốt gỗ thể hiện những đường nét của mình. Thưa họa sĩ có thể cho khán giả biết được rõ hơn về tấm gỗ này không ạ? Cái tấm gỗ này thì đầu tiên là tôi sẽ đi tìm những cái miếng gỗ mà nó được nhập khẩu trong những cái thùng mà người ta đóng container, nó là cái gỗ thông của châu Âu. Thế thì nó sẽ đã được trong một cái quá trình kiểm nghiệm và nó đã khô toàn bộ, cũng như là cái hiệu quả những cái đường vân cũng như là cái màu sắc của cái thông châu Âu là tôi rất là ưng ý. Thì nó đáp ứng được cái yêu cầu cả về màu sắc, cả về trọng lượng, cả về vân gỗ, cũng như là cả về cái độ mình lâu bền mình giữ. Thì sau khi mình đã thu gom được những cái này đúng như ý của mình thì mình sẽ đi thuê người ta ghép lại theo đúng cái kích thước, cũng như là thêm một cái khung đằng sau để giữ cho nó cái tấm gỗ không bị vây. Thì nếu như chúng ta chỉ có cái tấm gỗ thông bình thường như này thì sau khi chúng ta kết hợp với lửa thì nó sẽ bị cong vênh lên. Thành ra chúng ta phải có một cái miếng sắt xi, chúng ta đóng bo xung quanh. Sau khi chúng ta có cái khung như này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc là phát hình. Sau khi tôi hoàn thành cái bức tranh nhỏ thì bắt đầu tôi sẽ bắt tay với cái việc là ghép nó trên một cái bố cục lớn hơn được hình thành bởi nhiều những cái chân dung nhỏ của chính mình. Thì ví dụ như đây là một cái tác phẩm hoàn thành của tôi. Ngô Văn Sắc chia sẻ, lúc đến với những khối gỗ tươi chưa qua xử lý, anh như bị mê hoặc và cứ thế từng nét vẽ hiện lên qua ánh lửa. Anh hoàn thiện dần bức tranh đốt gỗ kỳ công với nhiều bước. Cũng như phần lớn các thể loại tranh khác, khâu đầu tiên là họa sĩ tranh đốt gỗ phải có ý tưởng cho tác phẩm của mình. Sau khi phác họa trên giấy, ý tưởng sẽ được thể hiện dưới dạng phóng to trên gỗ bằng bút chì. Một sự lưu ý trước khi vẽ bằng bút chì là phải chọn tấm gỗ có vân phù hợp với ý tưởng. Cụ thể trong trường hợp họa sĩ Văn Sắc vẽ chân dung tự họa, có chân dung chỉ cần vân gỗ đơn giản, nhưng ngược lại cũng có chân dung nằm trong dòng cảm xúc đặc biệt. Cần vòng cuộn xoáy của vân gỗ mới thể hiện được,
đây là một khâu khá quan trọng vì trên thể loại tranh này, việc chỉnh sửa chi tiết, độ đậm nhạt cũng khó khăn hơn chất liệu khác, nên việc lựa chọn miếng gỗ, vân gỗ phù hợp với cảm xúc cũng như hình ảnh cần thể hiện mang tính chất quyết định. Sau khi hoàn thành bước phác họa bằng chì, dụng cụ khò ra lửa sẽ được dùng đến. Độ đậm nhạt của từng chi tiết sẽ hình thành dần trên những bức vẽ nhờ lửa. Họa sĩ sử dụng những miếng kim loại không bắt lửa để che đi những phần gỗ không cần đốt, tạo độ chính xác cho chi tiết tác phẩm. Nếu xì lửa càng lâu và mạnh thì màu sắc hiện lên trên tấm gỗ càng đậm. Công đoạn đốt gỗ bao gồm những thao tác hết sức tỉ mỉ để có độ đốt gỗ vừa chuẩn, tạo nên những hình ảnh vừa có độ sắc nét lại thêm phần bóng bẩy mà vẫn không thiếu đi sự thanh thoát. Tác giả sử dụng một cây đèn hàn khí thay vì một cây bút khắc nung. Phần còn lại như chọn màu sơn cánh dán màu nâu, căn độ bóng lại đòi hỏi từ kỹ năng và độ nhạy cảm của người họa sĩ. Khi toàn bộ đường nét bức tranh hiện lên tương đối như trong tưởng tượng của họa sĩ, có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là có thể rất ổn cả về màu sắc đến hình ảnh, nhưng cũng có thể đi lệch với ý đồ của tác giả. Khi đó, họa sĩ sẽ sử dụng một bàn máy mài bỏ đi những phần quá đậm để lấy sáng. Đến chừng nào đó hợp ý thì thôi. Nhưng đôi khi máy mài lấy đi quá nhiều màu sắc, họa sĩ lại phải đốt gỗ lần nữa để tăng đậm. Công đoạn cuối cùng để hoàn thành một bức tranh đốt gỗ là phủ một lớp dầu quang để bảo vệ lớp mùn gỗ đã cháy, đảm bảo độ đậm nhạt của từng đường nét trong tranh. Vì họa sĩ không phải là thợ thủ công dập khuôn và chất liệu tranh đốt gỗ có tính bất ngờ cao, nên không ít lần anh Sắc cũng phải bỏ đi toàn bộ tác phẩm sau một thời gian miệt mài làm việc và bắt đầu một tác phẩm mới. Trong kỹ thuật vẽ tranh đốt gỗ thì theo anh khâu nào là khâu khó nhất? Khâu khó nhất thì đó chính là cái lúc mà chúng ta gợi chi tiết. Gợi chi tiết nó để bởi vì là đôi khi cái lửa nó bắt cái mặt gỗ, nó cái độ đậm nhạt của nó lên không được như ý muốn, giống như là chúng ta dùng cọ hay là dùng bay, dùng bút vẽ bình thường. Và đấy là cái tôi nghĩ là những cái chi tiết, làm những chi tiết thực sự là khó. Ví dụ như là có một vài cái chi tiết nhỏ mà chúng ta phác bằng bút chì, sau rồi chúng ta dùng màu chúng ta tô thì nó dễ hơn là cái việc mà chúng ta dùng lửa để chúng ta tạo cái màu tự nhiên của cái chi tiết đấy, thì nó sẽ khó hơn. Những cái vùng nhỏ thì đương nhiên chúng ta dùng bút nhỏ chúng ta vẽ, nhưng mà những cái vùng màu đậm mà chúng ta định dùng lửa tạo cái độ đậm trên mặt gỗ theo cái hình định vị thì nó khó hơn rất nhiều là chúng ta dùng bằng bút. Nhưng mà chính cái sự khó đấy thì nó tạo nên cái khác của đốt gỗ, bởi vì là nó sẽ tạo nên những cái hình mà bản thân cái màu của nó đó là tự nhiên. Và tôi thích cái màu đậm, cái màu nâu của cái màu gỗ mà sau khi chúng ta được kết hợp với lửa. Mà cái sự khó trong cái việc mà chúng ta tạo chi tiết ấy, thì chính là cái việc mà cái dung sai, cái sai số. Mà cái sai số đấy thì nó đôi khi chúng ta không thể chấp nhận được với cái việc mà nó không được như ý muốn mình. Nhưng ngược trở lại thì đôi khi nó lại tạo những cái hiệu quả rất là bất ngờ. Đó là những cái mà khó nhất mà tôi nghĩ nó lại là cái rất là hay. Đôi lúc anh sẽ gặp những sự cố đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ một cái sự cố nào mà anh gặp ạ? Có một vài sự cố tôi đã gặp, và một trong số đó thì nó đã để lại cho tôi một cái tác phẩm tôi khá là ưng ý. Đấy là trước khi làm một cái bức tranh to thì nó đã được ghép lại bởi nhiều cái miếng gỗ nhỏ cũng như nhiều cái chân dung nhỏ. Đó chính là những cái mảnh ghép của cuộc sống, cũng như những cái tình cảm riêng tư, cũng như những cái câu chuyện khác của tôi. Thế thì khi tôi ghép lại thì toàn bộ cái ý tưởng của mình nó đã không được thực thi trên cái tác phẩm mình vừa ghép xong. Thì tôi đã định vứt bỏ và đốt bỏ nó. Nhưng sau khi tôi tháo rời nó ra, lắp ghép lại theo một cái ý tưởng mà mình không định hình trước, thì nó đã hình thành một cái bố cục, một cái tác phẩm mà nó làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Thì đấy là một trong những cái kỷ niệm tôi cũng rất là nhớ.
Ưu thế vượt trội của tranh đốt gỗ là tính ngẫu nhiên, tức là sự biến đổi bất ngờ của vân gỗ tượng của tác giả. Tất nhiên đi liền với nó đôi khi là nỗi thất vọng vì hiệu quả đốt gỗ không như tác giả mong muốn. Đặc biệt là với Ngô Văn Sắc, một họa sĩ luôn quan niệm một tác phẩm nghệ thuật khiến bản thân thích thú và hưng phấn khi tính ngẫu nhiên và chủ động hòa quyện. Do đó, dù đã theo đuổi thể loại tranh đốt gỗ nhiều năm, anh vẫn bị nó mê hoặc. Tuy vậy, tranh đốt gỗ cũng có những hạn chế. Hạn chế của nó chính là ở tính đơn sắc. Nhưng hạn chế này cũng là đặc trưng. Cái độc đáo nhất trong tranh đốt gỗ là màu tự nhiên, không phù hợp khi kết hợp với các màu sắc khác. Màu sắc chính của tranh là độ chuyển màu đậm nhạt của nâu hay đen sau khi kết hợp với lửa và gỗ. Anh có thể giới thiệu một vài bức tranh đốt gỗ mà anh thấy tâm đắc không ạ? Tâm đắc thì ví dụ ở đây thì tôi có một vài bức là tôi là khá tâm đắc. Mặc dù là kích thước của nó thì không lớn, nhưng mà ở đây thì tôi có thể nhận thấy là nó hội tụ được những cái mà mình hưng phấn. Đấy chính là cái việc mà những cái chi tiết cũng như những cái tổng thể của mặt cũng như cái cảm xúc của mình nó được hiện lên kết hợp với những cái vân gỗ mà trước khi tôi làm tôi cũng không hình dung ra là nó sẽ tạo những hiệu quả như thế này. Mặc dù mình đã hình dung là việc cái mình phác hình đã có trên giấy, nhưng mà sau khi những cái đậm nhạt trên giấy đấy được hiện lên trên gỗ thì nó lại hoàn toàn là rất là tự nhiên và bất ngờ. Thì đây, hoặc là bức này. Thế thì những cái chi tiết cộng với những cái vân gỗ mà tôi nhận thấy là sau khi nó được hiện lên bởi cái lửa đấy thì nó hoàn toàn là mình rất khó làm với các chất liệu khác. Đấy, bởi vì cái sự chuyển của nó đôi khi nó rất là ngẫu hứng. Đấy, ngẫu hứng của lửa nó kết hợp trên cái mặt gỗ. Thì nếu như cùng với cái hiệu quả đậm nhạt và bố cục như này mà mình làm bằng các chất liệu khác thì tôi nghĩ sẽ rất khó cho mình. Hoặc là một cái bức nữa là này. Thế thì đây là những cái chi tiết. Đấy, đầu tiên tôi làm với chi tiết, sau đấy thì tôi dùng những cái miếng lửa nó lớn hơn thì tất cả những cái khối diện của chi tiết mặt nó hiện lên cộng với cái tổng thể của nó thì tôi nhận thấy là nó được kết hợp với những cái vân gỗ này. Đấy, nó làm tôi rất là bất ngờ. Thì tự nhiên mình thấy là mình phải dừng ở đây để giữ lại những cái mà mình rất là thích thú. Đấy. Thì mặc dù nó không lớn nhưng mà những cái tác phẩm nhỏ như này đôi khi nó gợi ý cho mình làm những cái lớn hơn, nhưng mà nó được cô đọng, tôi thấy nó được cô đọng rất nhiều cảm xúc. Giống như là tranh, ví dụ tranh ký họa thế, không phải là tranh nhỏ vẽ bằng chì không mà nó ít cảm xúc, mà chính ra nó lại đậm đặc hơn. Đôi khi nó đậm đặc hơn cả những cái tranh rất là lớn. Được biết anh là một họa sĩ đã từng đến với nhiều thể loại tranh khác nhau trước khi đến với tranh đốt gỗ. Vậy anh có thể cho biết sự giống và khác nhau giữa các thể loại tranh này? Tôi nghĩ là cái sự khác nhau cơ bản nhất đấy là cái này nó dựa trên cái cơ sở của những cái vân gỗ. Đấy là tôi nói về cái cách làm của tôi. Bởi vì là tôi dùng lửa để tạo cái độ đậm nhạt của tranh. Và cái màu sắc hòa sắc trong tranh thường nó mang tính chất là đơn sắc cũng như là khó để có thể là tạo được nhiều màu khác, bởi vì là mình muốn tận dụng tất cả những cái gì đấy tự nhiên nhất từ lửa, từ gỗ tự nhiên, thành ra là tôi hạn chế dùng những cái màu sắc khác, và chính vì cái sự đơn sắc đấy thì nó tạo nên cái khác nhau của cái chất liệu này với chất liệu như là chúng ta đã biết là sơn dầu, sơn mài hay là acrylic vân vân. Thế thì những cái chất liệu, một số chất liệu khác thì chúng ta thấy người ta có thể chủ động vẽ được cái màu theo như ý muốn, cũng như là những cái chi tiết rất là nhỏ, cái độ chính xác tỉ mỉ, hoặc là những cái diện màu lớn, những cái ma che technique bằng cái việc người ta dùng cọ, dùng các chất liệu khác để trộn cùng với sơn. Thì cái này thì chủ yếu dựa trên cái sự lên màu tự nhiên của lửa kết hợp với trên mặt gỗ, và nó thường đến với những cái tranh mà ít chi tiết tỉ mỉ cũng như là cái hòa sắc đơn giản. Họa sĩ Ngô Sắc đã từng thể hiện rất nhiều đề tài trên tranh đốt gỗ, nhưng sau nhiều năm trải nghiệm, anh nhận ra thể loại tranh này có
có ưu thế vượt trội trong những đề tài không có quá nhiều chi tiết, khai thác những bố cục lớn, đơn giản, đồng thời tận dụng được vân gỗ tự nhiên như đề tài chân dung tự họa mà trong hiện tại, họa sĩ Ngô Văn Sắc dành nhiều tâm huyết. Bộ sưu tập tranh đốt gỗ mới nhất của họa sĩ Ngô Văn Sắc có tên Giữa đời đang được triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 10 đến nay là bằng chứng cho thấy từ những nguyên tố cơ bản gỗ, lửa, họa sĩ đã nâng chúng lên thành nghệ thuật của sự tinh tế và cái đẹp. Giữa đời với các bức tranh chân dung tự họa mang ý nghĩa nhắc nhở rằng sự hối hả, nhộn nhịp cuộc sống đang nhấn chìm chúng ta, khả năng sinh tồn không ngừng bị đe dọa, người tồn tại là người biết tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Triển lãm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật và giới nghệ sĩ, trong đó nhiều họa sĩ thuộc thế hệ đàn anh của Ngô Sắc đã có những đánh giá cao như họa sĩ Đào Hải Phong. Thực ra tôi biết Ngô Văn Sắc rất là lâu qua một vài cái trại sáng tác. Trước tiên thì nói sơ qua tí, tôi coi cái thế hệ của Sắc là cái thế hệ của hậu đổi mới. Và Sắc cũng làm rất nhiều thể loại. Và trước tiên ý, phải có một cái sự khen ngợi là tôi thích Sắc là vì cái thái độ làm việc. Cái thái độ làm việc thực ra rất chuyên nghiệp. Và có cái sự say mê một cách nghiêm chỉnh. Khi chưa đến với đốt gỗ thì Sắc rất thích chất liệu, tức là anh ta có một khả năng cảm xúc từ những chất liệu mà có thể mình gọi là những chất liệu mà có thể là phế thải của xã hội, thế nhưng mà bằng một cái tâm hồn, bằng một cái sự mà đam mê để thì anh muốn biến những cái thứ đó để thành cái giá trị nghệ thuật của riêng mình. Khi mà Sắc đến với cái đốt gỗ ấy, là Sắc đã làm cả những cái tượng và cuối cùng và cả khắc. Thế và cuối cùng tôi cảm thấy cái triển lãm này là Sắc đang dần tìm thấy mình. Nhiều người ấy tưởng là cái chất liệu gỗ mới mang lại cho Sắc cái hiệu quả đó. Nhưng với tôi không phải. Đã là một nghệ sĩ thì cái chất liệu chỉ là cái cớ thôi. Còn anh ta nghĩ ra một cái ý tưởng và anh ta dùng cái gỗ thì cũng không khác gì một họa sĩ khác dùng cái toan, họa sĩ khác dùng vải lụa, họa sĩ khác dùng một bức tường, thì Sắc lấy gỗ để làm cái chất liệu để dành cho mình thỏa mãn cái nghệ thuật của mình. Và tôi xem cũng rất kỹ thì tôi thấy rằng là nó có nhiều sự ám thị. Anh khai thác cái nghệ thuật của anh và anh đưa vào cái đợt tranh Giữa đời này, anh lấy cái tên Giữa đời nó cũng có rất nhiều hàm ý, thì anh lấy chân dung của chính mình. Thế nhưng rõ ràng mình không nhìn thấy là chân dung 100% là của Ngô Văn Sắc, mà Ngô Văn Sắc chỉ mượn chính mình để nói nhiều người khác, dùng gần như là chất liệu đen trắng. Thực ra nó là màu nâu, màu cánh gián, nhưng mà rất kiệm màu để càng nói, để càng muốn nói một cái điều là cái cuộc sống ngày hôm nay ấy, nó cần cái sự hài hòa giữa màu đậm và màu nhạt, thì chúng ta đang tìm cái hài hòa ở cái điều đó. Và cái đấy làm cho tôi rất thú vị vì nó khác hẳn với cái thế hệ của chúng tôi. Các chân dung đốt gỗ của Ngô Sắc chứng minh không chỉ tay nghề của anh mà còn thể hiện tài năng của họa sĩ qua bố cục tác phẩm phức tạp nhưng vẫn rõ ràng. Mỗi bức chân dung của Giữa đời gồm nhiều chân dung nhỏ được kết hợp lại cùng với kỹ năng tuyệt vời đã tạo thành tổng thể lớn hơn hoàn chỉnh, thỏa mãn cả hai khía cạnh thẩm mỹ và số lượng. Đó là sản phẩm đã chín của một nghệ sĩ trẻ tài năng và tự tin. Rõ ràng anh đã tìm thấy con đường của mình. Trong một số tác phẩm màu nâu lụa là hơn được giới thiệu bên cạnh mặt gỗ đốt khô hanh, những chi tiết ngọt ngào này được sơn bằng sơn cánh gián, đem lại độ bóng mềm mại cho thành phẩm cuối cùng. Hai tác phẩm sắp đặt tạo ra cảm giác dòng di chuyển xung quanh các khối gỗ, mỗi lăng kính phơi bày tâm trạng khác nhau của họa sĩ, dưới nhiều góc độ khác nhau của các cá nhân. Đó là một câu chuyện của những thay đổi tinh tế trong cảm xúc, đến và đi muôn thuở.
Tôi được biết là trong tranh của anh, tranh đốt gỗ của anh thì thường là có rất là nhiều về chân dung tự họa. Vậy thì trong thời gian sắp tới, anh có định khai thác đề tài chân dung tự họa không? Hay là khai thác sang một đề tài khác ạ? Với tôi thì trong cái tương lai gần và cũng như là hiện tại thì tôi cảm thấy là mình chưa khai thác hết những cái ý tưởng, những cái đề tài mà liên quan đến chính cái chân dung tự họa của mình cũng như là những cái hoạt động xã hội xung quanh tôi. Thì tôi sẽ vẫn tiếp tục vẽ chân dung tự họa của mình, đan xen bên trong đó có cả những cái hiện tượng sự vật của cuộc sống diễn ra hàng ngày xung quanh tôi. Thì có thể nó sẽ không phải là một bức tranh đơn thuần, nó là một cái chân dung tự họa, nhưng nó sẽ gợi trong đấy, đấy là những cái hình ảnh của tôi. Như các bạn đã biết là có một số bức tôi đã vẽ, ví dụ như là có những kết hợp những cái đoàn tàu hoặc là những cái cây hoặc một số cái sự vật khác của cuộc sống, thì đấy là những cái mà công việc cũng như những cái điều mà xảy ra xung quanh tôi, thì nó đan xen trong cái bố cục đấy, trong cái bức tranh đấy, trong cái khuôn khổ đấy là có tôi và có những cái diễn ra hàng ngày xung quanh tôi. Thể loại tranh đốt gỗ của họa sĩ Ngô Văn Sắc hầu như đều gây ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai có cơ hội tiếp cận với nó. Cậu thanh niên trẻ Nguyễn Văn Đoàn cũng vậy. Dù không có điều kiện theo đuổi con đường hội họa từ nhỏ, nhưng nhờ niềm yêu thích có sẵn trong con người và sự chỉ bảo tận tình của anh Sắc, cậu càng ngày càng đam mê tranh đốt gỗ hơn. Ngày nào cũng có mặt ở xưởng, Đoàn miệt mài học tập, thực hành, những mong sẽ sớm sáng tác được những bức tranh đốt gỗ hoàn thiện của riêng mình. Đây cũng chỉ là một sự tình cờ mà tôi quen anh Sắc khi trước đây anh Sắc mở quán cà phê và tôi là nhân viên của anh Sắc, và dần dần thì tôi đã theo học cái tranh đốt gỗ của anh Sắc. Tôi càng học thì càng cảm thấy tranh đốt gỗ của anh Sắc rất tuyệt, vì là lúc đầu thì anh Sắc đã chỉ làm những cái bức tranh rất đơn giản, và sau này thì anh đã kết hợp nhiều cái chất liệu như sơn ta rồi màu acrylic lên tranh đốt gỗ, tạo nên những bức tranh rất là tuyệt vời. Tôi đã theo học anh Sắc khoảng hơn một năm và tôi cảm thấy tranh đốt gỗ thì cũng tùy công đoạn mà nó khó hay là dễ. Khó ở chỗ mà lên ý tưởng rồi kết hợp các chi tiết lên các bức tranh. Hiện tại thì tôi vẫn rất là đam mê thể loại tranh đốt gỗ của anh Sắc và tôi sẽ vẫn tiếp tục theo học. Nung khắc hay đốt gỗ là một trong những loại hình nghệ thuật lâu đời nhất của nhân loại dưới bàn tay của Ngô Văn Sắc. Loại hình này đã được tái tạo và hồi sinh. Phương pháp làm việc của Sắc chứng minh sự làm chủ vật liệu, nhưng anh không quan trọng quá trình sáng tạo mà chính là tác phẩm cuối cùng. Làm thế nào để tạo ra chúng không phải là điều anh muốn thể hiện, mà là vấn đề đề tài anh chọn. Quý vị thân mến, trong 30 phút thời lượng của chương trình Art World, chúng ta đã được tìm hiểu thêm về tranh đốt gỗ, một thể loại tranh độc đáo với kỹ thuật vẽ rất đặc biệt. Tuy rằng chất liệu không hoàn toàn làm nên giá trị của một tác phẩm, mà chủ yếu vẫn là tài năng và tư tưởng của người họa sĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận, chất liệu mới lạ là minh chứng cho sự sáng tạo và lòng đam mê nghệ thuật. Xin tạm biệt họa sĩ Ngô Văn Sắc cùng những bức tranh mang vẻ đẹp rất riêng của anh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.